Sáng ngày 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phương Đông tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023 và trao quà hỗ trợ giúp hội viên thoát nghèo. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Minh Thùy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lãnh đạo phường Phương Đông. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và truyền thống anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy phường Phương Đông ghi nhận biểu dương những đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong những năm vừa qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn tiếp tục chủ động sáng tạo, nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, cơ quan đơn vị khu phố văn hóa trở thành những hình mẫu tiêu biểu trong phong trào thi đua do việc nước đảm việc nhà, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cũng trong chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phương Đông đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phương Đông đã trao quà hỗ trợ cho 3 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, động viên các gia đình cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống.